Đây là xe lu. Khí và bói đi chơi xe lu. Đó. Rồi, Khí ơi, xe đó là xe gì? Xe đó là xe gì Khí? Xe gì? Xe xúc, đúng rồi. Xe xúc có bánh xích. Xe bánh xích thì nó sẽ không lún nha các bạn. Xe xúc này có to không các bạn? To. Các bạn coi chừng cá sấu nha. Rồi, ở đây là chiếc xe ủi. Chiếc xe lu. Thật, đây là trường mầm non nè. Đó. Khí và bói ra coi xe nha.